Đầu tiên thì sẽ hướng dẫn anh em là trải nghiệm giai đoạn đầu từ cấp 1. Chúng ta sẽ nhận hỗ trợ ở đây. Khi mới open và hỗ trợ, các bạn sẽ nhận được cấp 10. Với những set đồ như thế này, set kim phong chúng ta sẽ có một thời hạn là... Lần đầu thì mình nghĩ là mình cho 7 ngày thôi, nhưng hiện tại thì sẽ chỉnh sửa lên là 10 ngày để cho anh em thoải mái hơn. Đó là set kim phong. Wow, sinh lực 200 luôn. Chúng ta sẽ nhận một lần các bạn nha. Và những vật phẩm như là đây, thổ địa phù, thần hành phù, như vậy đó, đầy đủ cho anh em. Ở trong này là nó sẽ có túi máu, skill hồ mana cho anh em đây. Dưới cấp 80 chúng ta thoải mái, cho tăng thủ chúng ta hỗ trợ free mana máu các bạn nha, cày cấp vô tư luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào môn phái thiên nhẫn để gọi là cày cấp. Đâu rồi, khứ thiên nhẫn đâu rồi, đây. Xin gia nhập, ok. Đi đường nội công các bạn nha. Hay là chơi đường ngoại công cho nó máu. Nội công đánh cũng phê lắm. Ok. Chúng ta sẽ sử dụng thằng hành phù để chúng ta đến bản đồ luyện công. Một ít thì hoa sơn thì anh em đánh tí lên cấp rồi. Vũ khí không phù hợp ạ. Chết bầm. Có hồi nào tăng lộ không ta? À, tăng ngoại công nhầm rồi. Úi giời ơi, bị hố. Đang bị hố nhưng mà không sao. Hai con đó, từ từ đó, đánh một con là 36% như thế đấy. Kinh nghiệm 4000. Cái mức kinh nghiệm này là nó sẽ đều các bạn nha. 1x cũng 4000, 2x cũng 4000, 3x cũng 4000, 9x, 8x, 9x cũng 4000. Game không có tiền thổ lộ. Yêu ấy trời, yêu ấy tải được chứ. Ở trên phần cài đặt game có hướng dẫn mà review vui. Xem lại thử. Nó có hướng dẫn đầy đủ, anh em cứ kích vào tải thôi. Rồi. Chúng ta sẽ cài cấp lên. Càng lên cao là kinh nghiệm nó cũng giữ y như thế này. Nhưng mà kinh nghiệm nhân vật của chúng ta nó sẽ giảm bớt. Kinh nghiệm nhân vật nó sẽ giảm. Nó sẽ tăng nhé. Còn kinh nghiệm quái thì nó chỉ có một. Thành ra là các bạn sẽ cài nó sẽ nhanh trong giai đoạn đầu. Và giai đoạn sau nó sẽ chậm. Như các bạn thấy đấy. Cấp 10 các bạn có thể tăng được cái này 8 điểm. Bởi vì chúng ta cứ đủ móc cấp 10 chúng ta có thể tăng được max 20 cũng được. Để anh em có thể tự động và gọi là tự điều chỉnh tối ưu. Tối ưu cho nó ngon lành hơn. Thật sự ra thì nhiều anh em cũng biết nói mình mở phiên bản cày cúc như thế này. Mình cũng muốn mở lâu rồi. Nhưng mà để mình hoàn thiện con game sau đó mình mới mở. Và bây giờ thì đã hoàn thiện rồi. Ok rồi, bây giờ mình mở. Và con game của mình siêu cày cúc thì nói thật các bạn là đúng chặt siêu cày cúc luôn. Bởi vì mọi thứ nó sẽ free và chỉ sử dụng ca vạn là chính thôi. Và đây là hệ thống cày quái. Chia sẻ thêm cho anh em là hệ thống cày quái là nó sẽ phân là 3 cái mức độ. 3 cái mức độ. Đầu tiên là cái bản đồ luyện cấp thông thường như tất cả các game thôi. Là chúng ta có những bãi luyện cấp thông thường. Cái thứ hai là bản đồ cày tiền. Lưu ý là bản đồ luyện cấp thông thường các bạn sẽ không có tiền vạn. Thành thực ra là những anh em mà cày tiền người ta sẽ không lên đây làm gì đâu. Chúng ta chỉ có là rớt đồ và chúng ta lên cấp, chứ chúng ta không có tiền vạn. Còn đối với bản đồ cày tiền, từ 60 trở đi sẽ có hệ thống bản đồ cày tiền rất là đông. Ví dụ 60 chúng ta có 3 bản đồ này, 70 chúng ta có được là 5 bản đồ này, hoặc là 80 là chúng ta sẽ có được là 8 cái bản đồ này. Có nghĩa là có bản đồ cày tiền riêng. Tuy nhiên thì bản đồ cày tiền ở đây là gì? Bản đồ cày tiền ở đây nó cũng rất ca vạn. Nó rất ca vạn, nó rất tiền vạn. Đồng thời á là nó vẫn có kinh nghiệm bình thường như bản đồ bình thường. Đấy, mục đích bản đồ này sinh ra để cho anh em ưng cày tiền, các bạn lên đây. Hoặc các bạn cày bình thường, các bạn cũng lên đây cũng được. Chúng ta cũng có cày tiền, cũng có tiền vạn trên này. Và cuối cùng là bản đồ luyện cấp an toàn. Đây là bản đồ đặc biệt riêng.
Thì cái hệ thống bản đồ này á yêu cầu là một lần lên là 2 kim. Chúng ta lên xong rồi chúng ta ở, chúng ta ngủ cả ngày trên đó cũng được. Bản đồ luyện cấp an toàn này nó giống như bản đồ luyện cấp thông thường, nó cũng không khác gì cả. Nhưng mà nó khác ở chỗ là bản đồ luyện cấp thông thường và bản đồ cày tiên chúng ta đồ sát chết được. Nhưng bản đồ luyện cấp an toàn các bạn tốn phí 2 xu để mà gọi là ủng hộ game phát triển. Bởi vì game hầu như nó free hết rồi, nó chỉ có tiền vạn thôi. Thì khi mà có cái này như thế này á, anh em sẽ không bị đồ sát, gọi là các bạn không thể chết được ấy, các bạn không thể chết được. Thành thử ra là bản đồ an toàn là dành cho những anh em ưng kẹp để mà an toàn. Nhưng mà nó cũng không có tiền vạn các bạn nha, chứ không phải là bản đồ an toàn này có tiền vạn, nó chỉ bảo hộ là chúng ta không chết thôi. Đấy, thời gian open là 19 giờ ngày 8 tháng 7 Vinh Trần nha. Đấy, đó chia sẻ anh em về cái hệ thống bản đồ luyện cấp như thế. Nó bình thường như các bạn ở đây. Nó có sự điều chỉnh riêng đối với những anh em cày tiền, và nó có sự an toàn bảo hộ những anh em thích train không chết thì chúng ta lên bản đồ an toàn chúng ta cày cấp, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và mọi cái chúng ta sẽ đi từ thằng hành phù. Nhiều anh em sẽ nói là anh cày này, anh nói thế là bắt anh em mua thằng hành phù. Không, ở đây mình cũng chia sẻ luôn cho anh em đây, chúng ta sẽ đi đến một cái anh rất quen thuộc, đó chính là anh Safu ở thành thị và thôn trắng. Thì cái anh Safu này anh sẽ có chức năng thằng hành phù. Trong chức năng thằng hành phù đấy các bạn thấy được này, đi lên thôn này, đi lên thành này, đi tống kim này, đi khu vực khác này, ban hộ phong năng độ thiên long tự chiến khu đầy đủ hết. Sử dụng thằng hành phù chúng ta sẽ có được bản đồ luyện công đầy đủ hết. Nói chung là chúng ta là những người chơi thông thường thì tất cả nó đầy đủ, nó chỉ thiếu là cái bản đồ luyện cấp an toàn và bản đồ cày tiên vậy thôi. Anh em chơi bình thường, các bạn không phải cày tiền thì các bạn cứ chơi đầy đủ, nó không thiếu gì cả. Nó đầy đủ. Và đối với cái vật phẩm như thế này này, gồm có một cái gọi là combo, combo gì đó kiểu vậy, mình không rành lắm. Gồm có là cái vật, gồm những vật phẩm như sau: thằng hành phù, thổ địa phù, thẻ hồi mana máu. Thì cái combo ba cái này á là mỗi trận tống kim 21 giờ hàng ngày, nếu như các bạn tham gia tống kim các bạn được hai được 3.000 điểm là chúng ta sẽ được một cái bảo rương tống kim. Thì trong bảo rương tống kim đó sẽ có thằng hành phù, thổ địa phù và thẻ hồi mana. Có nghĩa là sao nhỉ? Chúng ta chỉ cần đi tống kim chúng ta kiếm 3.000 điểm là đương nhiên chúng ta không cần phải phải mua những cái này để mà ủng hộ duy trì server, mà chúng ta chơi free luôn. Đó là dành cho những người chơi chúng ta đầu tư một ít thời gian trong hoạt động tốn kim 21 giờ để cho nó sum thêm đó. Thì hệ thống cày cấp là như vậy, anh em thấy cũng nó cũng khá đơn giản, nó phân biệt rất là rõ, nó giúp cho anh em trải nghiệm nó cũng được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và thật sự là cày cấp giai đoạn đầu nó lên nhanh lắm, anh em cứ kiếm team á là các bạn cày lên nhanh lắm. Bởi vì sao? Team ở đây á là được thiết kế nó khác biệt. Thường thường những game á là người ta bắt tiê càng nhiều là nó càng chia nhỏ, nhưng với mình là không, với mình ở đây là chúng ta bắt tiê càng nhiều thì nó cũng chia hai thôi, nó cũng chỉ chia hai thôi. Ví dụ như kinh nghiệm 4.000 thì các bạn sẽ hưởng được 2.000, nếu chúng ta tiêu diệt được con quái chúng ta sẽ được 4.000. Vấn đề nó là như vậy, để anh em có là có thể là nắm nắm thêm được cái thông tin game. Là các bạn cứ bắt tay càng nhiều các bạn sẽ càng hưởng lợi càng nhiều, là kinh nghiệm các bạn càng lên nhanh, cấp các bạn càng lên nhanh. Thì nhẵn thì giai đoạn đầu đánh skill 1x thì nó hơi vất vả một tí, nhưng mà nếu như đông người chơi thì mình nghĩ có lẽ hồi nãy giờ mình lên 2x vô tư rồi. Thì vì mỗi người rỉa con quái mà thi nhẵn mà lên 30 thì bắt đầu nó cày như điên, nó cày kinh khủng lắm các bạn. Đó, ví dụ bạn kia cũng đang thử tích quái đấy, để mình bật ti phát cho nha. Khi mà vào nhóm ta, nếu chúng ta có team á chúng ta hưởng được 2.000, nhưng mà là hai lần 2.000 thì cũng là 4.000 là khi chúng ta kết thúc. Còn nếu mà chúng ta có bật ti thì kinh nghiệm chúng ta lên nhanh lắm. Ok, thôi mình đánh một mình thôi, cũng cố gắng. Thêm một cái nữa chia sẻ anh em là chúng ta phải train đúng cấp các bạn nha. Có nghĩa là chúng ta 1x là chúng ta train 1x, 2x chúng ta train 2x. Chúng ta train lệch cấp chúng ta không có kinh nghiệm. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể kéo được. Có nghĩa là ví dụ như các bạn lên cấp 30, chúng
ta muốn kéo những anh em 2x thì chúng ta xuống, chúng ta đánh. Tuy chúng ta không có kinh nghiệm nhưng những anh em 2x chúng ta vẫn nhận được kinh nghiệm đầy đủ. Có nghĩa là các bạn phải hưởng kinh nghiệm đúng cái bản đồ của mình. Ok Vinh Trần, ừ, cái này của mình luôn. Mình làm luôn. Lâu nay cũng bỏ bê kênh YouTube quá cho nên là phải review lại, cũng như là sẽ cũng sẽ chia sẻ một số cái game mới trong giai đoạn hiện nay để cho anh em nắm thêm. Ví dụ như có một số tin đồn về Võ Lâm 2 này kia đấy. Nhưng mà thật sự đã nói thiệt với anh em là tôi là tín đồ Võ Lâm 1 cho nên là chưa có ra cái game nào tôi cũng chỉ chơi Võ Lâm 1 thôi. Nói thật là vậy. Không ham game khác. Đấy, cơ chế cài cấp thì nó là như vậy. Chia sẻ để cho anh em được gọi là nắm thêm. Bật tì đi. Bật tì bạn ơi. Bật tì kéo cho nó nhanh ông ơi. Ông đó cũng chơi thiên nhẫn luôn kìa. Quái ra nhanh thì bật tì vô ba. Ra sao ông không vô bạch ti nhỉ? À vô rồi, à, anh em thấy không? À vô rồi là anh em thấy nhỉ, nhìn chơi quá nhanh không? À, mình đánh cái nó lây, họ đánh cái nó lây, trời ơi anh em thấy cực đó. Nếu mà các bạn đánh mà team 8 á, thì nói thật anh em là kinh nghiệm nó nhảy như gì luôn. Thì nhìn nó nhảy đã lắm. À Hoàng Nguyên đúng rồi. Kinh nghiệm đồng có nghĩa là 1x cũng hưởng được 4.000, 2x cũng 4.000, 8x cũng 4.000 và 9x cũng 4.000. À, nó đều như nhau. Nhưng mà càng lên cao thì ví dụ như 1x 4.000 kinh nghiệm thì nó cao, nhưng mà 9x mà 4.000 kinh nghiệm thì thật sự anh em là nó không có cao. Nhưng mà game mình không có sử dụng tin thổ lộ cho nên là nó sẽ không phân biệt cái việc mà đại gia nạp tin thổ lộ hay là ăn lửa trại để mà đẩy kinh nghiệm phân biệt đâu. Cái đó nó lại ghê lắm. Cho nên mình ở đây là không. Và mình cũng cân đối giữa kinh nghiệm cài cấp lẫn kinh nghiệm hoạt động. À, và sẽ luôn có những cái hỗ trợ. Ví dụ như là sẽ bán cái tiền thổ lộ với giá là bao nhiêu vạn đó. Thì anh em cài tiền vạn các bạn mua. Nhưng mà cái tiền thổ lộ đó nó chỉ sử dụng giúp cho những anh em gọi là kéo thôi. Có nghĩa là ví dụ như là top cấp 100. Thì dưới cấp 90 là các bạn sẽ sử dụng không giới hạn để chúng ta kéo những anh em cấp thấp hoặc là những anh em mới chơi lên. Có nghĩa là mọi cái nó đều free và đều sử dụng bằng tiền vàng thôi. Chứ nó không có đụng đánh xu hay là kỳ trấn cá hay là bất cứ một cái gì cả. Anh em thấy 25 liền không? Quá nhanh luôn, phải nói là nhảy như điên luôn.